Xin chào tất cả mọi người, lại là em Nam Chọc Siêu Ngâm đây. Hôm nay em Nam Chọc Siêu Ngâm này lại bắt đầu một ngày làm đẹp spa cho cái vườn rượu của Nam Chọc. Đây là cái vườn rượu thì mới có các em chum rượu chôn xuống, và có một số em là đã có nhân, một số em đã chửa và có những em đã đẻ rồi. Thì hôm nay em lại tiếp tục làm đẹp. Đây, cái khu này là cái cây hoa hồng cỏ nha. Thì nó đang mọc xun xuê tùm quá và nó không theo cái hệ thống hình dạng nào cả. Thì hôm nay là em cắt tỉa gọn gàng đi và lát thêm với một vài cái viên gạch vào cái chỗ góc hồng này cho nó vuông vích cái vườn và cho nó đẹp đẽ hơn. Rượu của em Nam Chọc thì tất cả đều được hạ thổ trong chum sành, sau khi được trưng cất với cái tháp hiện đại đã được lọc khử loại bỏ hoàn toàn các độc tố tạp chất có trong rượu, các chất gây đau đầu như là aldehyde, cũng như là cái gây đến khát nước như là cái nồng độ methanol với là cồn trong rượu, thì sẽ được em hạ thổ hết xuống đây, rồi sau đó mang đi ngâm các loại nhân. Đấy, một góc đây, khi cây hoa hồng đã được em cắt tỉa gọn gàng, nó cũng đã tương đối là đẹp cái chỗ góc này, em cũng lát gạch thêm. Và còn cái góc này là em đã thảm được cái nhựa cỏ nhân tạo cho nó tôn được cái góc chùm này. Tiếp tục là em đang thảm nhựa cho, thảm cỏ nhựa cho những cái khoảng trống lớp cát ở bên trong. Đấy, mọi người cho ý kiến là cỏ nhựa như này đẹp hay là cỏ tự nhiên đẹp, và em có cả những góc sẽ trồng cỏ tự nhiên mọi người nhá. Ai có nhu cầu về rượu thì cứ liên hệ với Nam Chọc nhá. Nhà em này có rượu trắng cũng như rượu ngâm rất nhiều, và cam kết đảm bảo mọi người là êm, thơm, dễ uống, không đau đầu, không khát nước. Uống sau có say xong thì dậy nó người nó không bị mệt.